Chúng tôi luật sư Đỗ Phụ và tôi có tham gia tịnh hội họp mặt dân chủ kỳ thứ 18 tại thành phố Houston, Texas kỳ này. Và diễn giả kỳ này gồm có các diễn giả từ trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt là tham dự viên gồm có những thành viên lâu năm và cũng như những tham dự viên có tính cách thân hữu từ trong nước cũng như tại khắp nơi trên thế giới, từ Đức, từ Pháp, từ Hoa Kỳ. Chúng tôi bàn về những cái vấn đề liên hệ tới vấn đề Việt Nam, về tình hình của xã hội dân sự trong nước và đồng thời những cái biến cố mà của bảy tư chính là tàu Hải Dương khảo sát địa chất của Trung Cộng đã lấn vào cho đến bảy tư chính, nhưng mà Nhà Công quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có một cái tiếng nói nào chính thức, đồng thời đã xâm phạm tới cái quyền đặc quyền kinh tế Việt Nam. Lần này thì chúng tôi có ít nhất là 3 đề tài nói về vấn đề liên kết. Đó là một cái chủ đề trọng yếu của tỉnh hội họp mặt dân chủ lần này, với khoảng 50 người tham dự, gồm có những thành viên của tỉnh hội của họp mặt dân chủ và những khách mời, đặc biệt là có sự phát biểu của những người từ trong nước, ví dụ như là nhà đấu tranh Phạm Chí Dũng và Nguyễn Văn Đài là một tù nhân lương tâm vừa mới ra, nhưng mà vì vấn đề visa cho nên Đài không có thể hiện diện được. Chúng em có những người từ 20 tuổi cho tới 30 tuổi, rất là có những cái năng khiếu về tuổi trẻ, có cái tinh thần coi như là trong một cái sự nhân quả gì đó, chúng ta là người Việt Nam thì đây là cũng là một cái cơ hội trong một cái thời điểm của lịch sử mà những người trẻ có thể biết về tự do và dân chủ, có cơ hội để phục vụ cho người dân và cho nhân loại về tự do dân chủ. Qua rất nhiều kỳ tham gia cái họp mặt dân chủ này, là đây là một cái diễn đàn hay là đây là một cái môi trường để rất nhiều người có những quá khứ khác nhau và có những cái môi trường phát triển khác nhau đến tập trung ở đây để suy nghĩ là cách nào làm cho Việt Nam nó tốt hơn, Việt Nam nó làm sao mà nhanh chóng phát triển về mặt nhân quyền và dân chủ. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần chuẩn bị tỉnh hội thì thành viên trong ban phối hợp còn bản thân em trong đó là sẽ mình ngồi lại để mà soạn ra những cái đề tài phù hợp với cái tình hình. Thành ra là đề tài thì lúc nào nó cũng mang cái tính chất thời sự, mỗi một năm đều có những tính chất thời sự rất nhất định. Mình rút tỉa ra được những cái điều gì thì đó cũng là một trong số những cái thế mạnh của họp mặt dân chủ. Cái thế mạnh đó là có rất là nhiều những người học giả từ ở đây, và người ta có những cái suy nghĩ rất là chín chắn, chặt chẽ, phân tích những cái tình hình thực tế, rút ra được bài học cho bản thân thì có lẽ là ít nhiều cũng khó mà nói được. Có một điều là mình cảm thấy rất là mừng, rất là vui là mỗi một lần như thế này thì có những người từ khắp nơi trên thế giới về lại với nhau, có chú, các bác, anh chị em mà nếu không có những dịp như thế này thì rất là khó có thể gặp gỡ được mọi người, tạo cái tình thân. Và từ ở đó nếu mà có những công việc riêng cá nhân cần phải gặp gỡ thì mình có thể tiếp tục những công việc ở bên ngoài tỉnh hội. Dạ.